Mua máy lọc nước được xét nghiệm nước, thay lõi lọc nước được xét nghiệm nước. Dịch vụ duy nhất chỉ có tại Enterby, chuyên gia máy lọc nước. Hãy đăng ký ngay với chuyên gia nước ngay hôm nay để được bắt bệnh nguồn nước nhà mình. Và còn bây giờ, hãy theo chân ekip đi thực hiện xét nghiệm nước thôi nhé. Hiện tại thì Mai đang đứng tại nhà khách hàng, một cái gian bếp nhà khách hàng. Hiện tại thì khách hàng nhà Enterby đang sử dụng máy lọc nước ion kiềm Panasonic TKS-05. Và hôm nay mình sẽ xét nghiệm các chỉ tiêu của nước sau lọc của máy lọc nước ion kiềm Panasonic AS-05 bằng những dụng cụ như là bút đo TDS này, bút đo pH và một chiếc máy đo thông dụng, máy đo nhanh 40 chỉ tiêu trong nước sạch, máy đo trong nước sạch. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đo thử nghiệm nước sau lọc của máy lọc nước nhé. Bây giờ mình sẽ lấy nước của máy lọc nước ion kiềm để mình xét nghiệm thử độ TDS và pH nhé. Các bạn có thể thấy được rằng bút đo TDS đang hiển thị chỉ số là 88 mg/L, tức là độ khoáng trong nước là 88 mg/L. Tiếp theo thì mình sẽ đo thêm độ pH của nước và mình hãy cùng chờ kết quả nhé. Các bạn có thể thấy được rằng là máy đang hiển thị các số đo và chúng ta hãy cùng chờ kết quả. Và kết quả cho được rằng là khi mà mình dùng nước Alkali 3 thì hiện tại thì đang đo được là 8.86, độ pH là 8.86. Và tiếp theo đây thì mình sẽ đo thêm hàm lượng clo dư trong nước sau lọc của máy lọc nước ion kiềm xem được hàm lượng clo dư có được lọc sạch hay không nhé. Bây giờ mình sẽ chọn chế độ là clo dư. Đây là cuvette 10 ml. Tiếp theo là sẽ đổ mẫu. Đổ 10 ml mẫu vào trong cuvette. Rồi cho vào máy đo. Để dô mẫu trắng. Tiếp theo là mình sẽ cho thêm thuốc thử clo dư. Lắc đều để cho tan thuốc thử. Và sau đó cho vào lại máy đo và ấn time. Kết quả sẽ hiển thị trong vòng 1 phút. Các bạn hãy đón chờ nhé. Sau khi hết 1 phút thì máy đang đọc kết quả. Vâng, mọi người có thể nhìn thấy được rằng là kết quả của clo dư sau nước lọc. Như các bạn có thể thấy được rằng kết quả vừa máy hiển thị là 0 mg/L, tức là hàm lượng clo dư không phát hiện sau nước sau lọc của máy lọc nước ion kiềm. Nên là mọi người hãy yên tâm sử dụng máy lọc nước ion kiềm nhé. Tiếp theo đây thì mình sẽ đo thêm hàm lượng sắt của nước sau lọc của máy lọc nước ion kiềm. Các bạn sẽ chờ đó xem kết quả xem là máy lọc nước ion kiềm có lọc được hay sắt không nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xét nghiệm. Đầu tiên thì mình sẽ chọn chế độ là
cũng làm tương tự, cho mẫu vào cuvette 10ml. Lau khô và cho vào máy. Tiếp theo sẽ là rezo máy. Rezo mẫu trắng. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng là thuốc thử HR, thuốc thử ion HR. Và mình đã cắt sẵn rồi. Cho vào cuvette. Mình lắc đều để cho thuốc thử tan hết. Khi mà thuốc thử đã tan hết trong mẫu thì mình sẽ tiếp tục đưa mẫu vào máy và tiến hành đo. Và mình sẽ chờ trong thời gian là 3 phút thì máy sẽ hiển thị ra được kết quả của chỉ tiêu sắt. Sau thời gian là 3 phút thì bây giờ máy đã hiển thị và đặt kết quả cho mình. Các bạn có thể thấy được rằng là hàm lượng sắt đo được là 0mg trên lít. Và chứng tỏ được rằng là máy lọc nước ion tiền Panasonic TKS45 đã lọc sạch được hàm lượng sắt có trong nước máy. Và tổng kết lại thì mình cũng đã vừa hoàn thành xong bước xét nghiệm 4 chỉ tiêu, đó chính là pH này, TDS này, hàm lượng cờ lo dư này và hàm lượng sắt sau nước lọc của máy lọc nước ion tiền Panasonic TKS45 đây. Và mọi người cũng có thể thấy được rằng nước sau lọc đã đạt được QCVN01/2018 của Bộ Y tế, chứng tỏ nước sạch và có thể mình sử dụng trong ăn uống và nấu ăn và sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Nên là mọi người cứ yên tâm khi mình sử dụng máy lọc nước sẽ lọc sạch được những hàm lượng cờ lo này và cũng như là các hàm lượng kim loại. Bác ơi, vừa cháu cũng xét nghiệm nước sau lọc của máy lọc nước ion tiền Panasonic TKS45 của nhà mình ấy, thì cháu xét nghiệm nó sẽ là pH này, TDS, sắt và cờ lo dư, thì là các hàm lượng này thì vẫn dưới giới hạn phát hiện của QCVN01/2018 của Bộ Y tế, là vẫn nằm trong dưới giới hạn phát hiện là mình có thể sử dụng được trong nước sinh hoạt để mình ăn uống và cũng như là uống tiếp. Và cháu hiện tại giờ cháu bàn giao luôn cho bác là cái kết quả xét nghiệm nước. Bác xin. Cảm ơn. Vâng, bác ơi, thì nhân dịp cuối năm này thì bên Enterbuy bên cháu phải tặng bác một cuốn sách, đó chính là Nước nguồn sống khỏe, thì nhờ để bác có thể uống nước đúng cách và đúng loại hơn. Vâng. Và trong cái cuốn sách này thì cũng có tặng kèm cho bác một cái voucher giảm giá, đó chính là voucher giảm giá 6 triệu đồng khi mà mình mua máy lọc nước ion kiềm Vusa i5000 bên cháu. Kể từ thời điểm bác nhận cái voucher này thì bác sẽ nhận được, nếu bác mua thì bác sẽ nhận được cái voucher giảm giá 6 triệu đồng ạ. Vâng. Xong rồi gì? Vâng ạ. Rồi, xin bác cảm ơn.